chương trình ăn sạch sống khỏe hôm nay, sản phẩm ăn liền tiện lợi giàu dinh dưỡng từ nấm. Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình ăn sạch sống khỏe của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, vào mùa mưa, sản lượng nấm được sản xuất ra thường tăng đột biến do thời tiết thuận lợi. Tuy nhiên đôi khi không thể tiêu thụ hết. Thêm vào đó là thời gian bảo quản nguồn nguyên liệu này rất ngắn, dễ dẫn đến việc lãng phí hoặc gây thất thu cho người nông dân. Một quy trình công nghệ mới vừa ra đời giúp giải quyết bài toán tiêu thụ nguồn nấm dồi dào ở nước ta thông qua việc chế biến thành những sản phẩm ăn liền tiện lợi, giàu dinh dưỡng. Khô bò nấm, pate nấm và mới đây là loại thức ăn nhẹ với tên gọi snack nấm đang được kỳ vọng sẽ thêm sự lựa chọn về những món ăn vặt giàu dinh dưỡng cho người tiêu dùng. Quy trình công nghệ chế biến snack nấm do các kỹ sư thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm hữu cơ Việt Nam sáng chế có thể cho ra thành phẩm snack nấm từ nguồn nấm tươi trong khoảng sau hơn 30 phút vận hành. Snack mà từ nguyên liệu tươi từ nấm thì nó là một cái công nghệ hoàn toàn mới mà chúng ta có thể sử dụng những nguyên liệu hoàn toàn từ tự nhiên. Cái sản phẩm này được hứa hẹn là sản phẩm của tương lai, tại vì nấm là nó có thể nói là một thực phẩm của thế kỷ 21. Nó có thể được coi là một sản phẩm rau sạch và nó có thể được coi là một sản phẩm thịt. Nguyên liệu sau khi được mua về thì được xử lý sạch. Sau đó thì tiến hành là sử dụng là chiên bằng phương pháp chiên chân không. Ở nhiệt độ thấp thì nó sẽ giữ được những cái dưỡng chất và thành phần dinh dưỡng từ trong nấm. Và sau khi chiên chân không xong thì được sử dụng thì sản phẩm được đem qua xử lý ly tâm tách dầu. Sau đó được đem đi đóng gói. Về bảo quản thì sản phẩm snack nấm thì được chiên về độ ẩm rất là thấp. Nên trong để bảo quản này thì chúng ta không cần sử dụng thêm bất kỳ chất bảo quản nào khác. Chúng ta chỉ cần sử dụng bao bì mà có thể kín được khí. Rồi chúng ta có thể bảo quản được sản phẩm trong vòng 1 năm. Khác với sản phẩm snack công nghiệp có thành phần từ bột mì và các chất phụ gia, đầu vào nguyên liệu để chế biến ra sản phẩm snack nấm được sử dụng hoàn toàn từ nguồn nấm tươi với gia vị đường và muối. Hiện loại nấm được thử nghiệm để chế biến theo công nghệ này là nấm bào ngư xám hay còn gọi là nấm sò. Theo đó, phần tai nấm và thân nấm được tách rời để tạo thành hai loại sản phẩm có hình thức khác nhau. Các sản phẩm từ nấm bào ngư là khô bào chay từ nấm, pate nấm và trà bông từ nấm và mới nhất là sản phẩm snack nấm. Hiện tại cái nấm bào ngư này nó có nguồn nguyên liệu rất là dồi dào. Hầu như ở Việt Nam mình thì đi đâu chúng ta cũng thấy bà con nông dân trồng và giá thành nguyên liệu nó lại rẻ và nó là có thể nói là rất phổ biến. Nên việc mà chúng ta làm đa dạng và phát triển đa dạng các sản phẩm từ nấm bào ngư này hay gọi là nấm sò thì nó là một bài toán rất là hữu ích. Nó sẽ giúp cho đại đa số những người trồng nấm hiện tại trong cả nước. Công nghệ này hiện đã được chuyển giao và tập huấn cho bà con nông dân trồng nấm tại An Giang. Không chỉ giải quyết bài toán tiêu thụ về nguồn nấm, tăng giá trị thương phẩm cho cây nấm Việt, các loại thức ăn vặt làm từ nguồn nguyên liệu giàu chất dinh dưỡng như thế này cũng góp phần tích cực vào việc xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh cho trẻ em và người tiêu dùng hiện nay. Đến đây, chương trình Ăn Sạch Sống Khỏe kỳ này xin phép được khép lại. Và nếu quý vị có thêm những thông tin về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, quý vị có thể phản ánh đến chúng tôi và các ban ngành chức năng theo các số liên lạc trên màn hình. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.